này thiện hiện đó là đại bồ tát nương vào và tu hành sáu phép ba la mật đa làm việc theo thứ bậc tu học theo thứ bậc hành trì theo thứ bậc lại nữa thiện hiện đại bồ tát khi làm việc theo thứ bậc tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc. Từ khi mới phát tâm, dùng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, tiên hiểu các pháp, đều lấy vô tánh làm tự tánh. Trước tiên nên tu tùy niệm Phật, kế đến nên tu tùy niệm Pháp. Tiếp theo nên tu tùy niệm tăng, thứ nữa nên tu tùy niệm giới, rồi nên tu tùy niệm xả, sau cùng tu tùy niệm thiên này thiện hiện thế nào là đại bồ tát tu tùy niệm phật này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng nên dựa vào sắc, tư duy như lai ứng tránh đẳng giác, chẳng nên dựa vào thọ tưởng hành thức, tư duy như lai ứng tránh đẳng giác. Vì sao? Này thiện hiện vì sắc không có tự tánh, thọ tưởng hành thức không có tự tánh. Nếu Pháp không có tự tánh thì không có sở hữu, nếu không có sở hữu thì chẳng thể nhớ nghĩ. Vì sao? Này thiện hiện vì nếu không nhớ nghĩ không tư duy thì đó là tùy niệm Phật. Lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát chẳng nên dựa vào 32 tướng đại sĩ tư duy như lai ứng tránh đẳng giác, chẳng nên dựa vào thân chân kim sắc tư duy như lai ứng tránh đẳng giác, chẳng nên dựa vào hào quang, mỗi mặt một tầm, thường có nơi thân tư duy như lai ứng tránh đẳng giác chẳng nên dựa vào 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tư duy như lai ứng tránh đẳng giác. Vì sao? Này thiện hiện, vì thân sắc vàng trói sáng đẹp đẽ như thế, hoàn toàn không có tự tánh. Nếu Pháp không có tự tánh, thì không có sở hữu. Nếu không có sở hữu, thì chẳng thể nhớ nghĩ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu không nhớ nghĩ, không tư duy, thì đó là tùy niệm Phật. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng nên dựa vào giới uẩn, mà tư duy như lai ứng tránh đẳng giác, chẳng nên dựa vào định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, mà tư duy như lai ứng tránh đẳng giác vì sao này thiện hiện vì các quần đó đều không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì không có sở hữu nếu không có sở hữu thì chẳng thể nhớ nghĩ vì sao này thiện hiện vì nếu không nhớ nghĩ không tư duy thì đó là tùy niệm phật lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng nên dựa vào năm loại mắt, sáu phép thần thông mà tư duy như lai ứng tránh đẳng giác. Chẳng nên dựa vào mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng mà tư duy như lai ứng tránh đẳng giác chẳng nên dựa vào đại từ đại bi đại hỷ đại xả mà tư duy như lai ứng tránh đẳng giác chẳng nên dựa vào pháp không quên mất tánh luôn luôn xả mà tư duy như lai ứng tránh đẳng giác chẳng nên dựa vào trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà tư duy như lai ứng tránh đẳng giác